Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Quý vị thân mến, thì trong cái video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 cái tuổi phạm thái tuế và cách hóa giải thái tuế năm 2020 cho năm con giáp này. Và vận xui tiêu tán nếu biết thay đổi từ chính bản thân của mình. Vậy thì bạn đã biết cách hóa giải thái tuế năm 2020 cho những con giáp không may mắn phạm phải cái cục diện này hay chưa? Và nếu bạn nằm trong cái danh sách này thì hãy cùng theo dõi thông tin trong cái video này. Và vì vào những cái năm mà phạm thái tuế thì con giáp, con người ta sẽ gặp phải đủ những cái chuyện xui xẻo. Vì thế mà điều cần thiết nhất là phải có một cái tâm lý thật vững vàng và có những cái cách ứng phó phù hợp. Vậy thì cách hóa giải thái tuế năm 2020 cho năm con giáp phạm xui xẻo này như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách hóa giải thái tuế cho những con giáp này. Thứ nhất là đối với tuổi Tý là trực thái tuế. Năm 2020 là cái năm con giáp này phạm vào cục diện là trực thái tuế. Vì thế mà vận thế tổng thể của cả năm có cái chiều hướng đi xuống. Trên phương diện sự nghiệp thì nhiều khả năng bản mệnh sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực hơn hẳn bình thường. Những cái công việc đã lên kế hoạch thực hiện từ trước cũng sẽ gặp phải nhiều cái khó khăn trắc trở. Vì thế mà cái việc thăng chức tăng lương lại càng trở nên khó khăn. Người tuổi này tốt nhất phải tìm cách giữ vững vị trí hiện tại của mình đã. Tài vận cũng không có cái dấu hiệu khởi sắc. Thậm chí là nếu bạn không có kế hoạch chi tiêu đúng đắn, ham đầu tư không đúng chỗ thì còn có thể đối diện với cái tình cảnh phá sản. Trên phương diện là tình cảm, những người còn độc thân khó tìm được cái đối tượng như ý. Còn những người đã kết hôn dễ gặp phải trục trặc trong hôn nhân. Người tuổi này cũng cần phải chú ý đến cái vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái tình trạng ăn uống không đúng giờ giấc, không cân bằng dinh dưỡng rất dễ dẫn đến cái bệnh dạ dày. Vậy thì người tuổi Tý cần làm gì trong cái năm trực thái tuế? Thì xem cách hóa giải thái tuế năm 2020 thì người tuổi Tý cần phải giữ tinh thần bình tĩnh, lạc quan khi làm bất cứ việc gì. Không nên đưa ra quyết định nóng vội. Khi gặp khó khăn, bản mệnh nên dũng cảm đối diện với thử thách, không nên bỏ cuộc quá nhanh chóng. Cần xây dựng kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao đầu vào công việc mà quên mất cái việc chăm sóc sức khỏe. Khi tham gia giao thông cần chú ý an toàn, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, có thể treo thêm cái vật phẩm phong thủy trên xe, trong nhà để tăng cường vận thế. Và tuổi thứ hai đấy là tuổi Mão. Tuổi Mão thì phạm phải là hình thái tuế. Do chịu ảnh hưởng của hình thái tuế nên người tuổi Mão không gặp được nhiều cái chuyện thuận lợi trong năm 2020. Và trên cái phương diện tình cảm thì những người còn độc thân không có nhiều cái cơ hội gặp gỡ những cái đối tượng khác giới. Vì vậy mà hy vọng kết đôi không cao. Đặc biệt là với những người đã lớn tuổi thì phải chịu đựng thêm cái áp lực từ nhiều phía như gia đình, bạn bè. Con giáp này cũng có thể vướng phải những cái chuyện ngoài ý muốn khiến tình hình sức khỏe giảm sút hoặc ảnh hưởng đến tinh thần. Và người tuổi Mão cần phải làm những cái việc như sau. Trong năm 2020, bản mệnh cần phải tăng cường giao lưu, giữ liên hệ với mọi người, đối xử với mọi người một cách chân thành, không nên so đo tính toán. Việc này không những giúp bạn gặp được nhiều cái chuyện thuận lợi trong công việc mà cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn. Chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, không nên ngồi trong nhà quá lâu. Khi thấy cơ thể mệt mỏi thì cần phải nghỉ ngơi và khám chữa bệnh đúng lúc. Không nên chần chừ, kéo sẽ gặp nhiều vấn đề về sau. Muốn tình cảm lứa đôi khởi sắc, vợ chồng hòa thuận, có thể theo dõi cách hóa giải phong thủy hoặc là treo thêm những cái vật phẩm phong thủy mang lại may mắn.
Thứ ba là tuổi ngọ là xung thái tuế. Năm 2020 là cái năm mà xung thái tuế với người tuổi ngọ, vận thế của bản mệnh giảm sút trên nhiều phương diện. Người tuổi này có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, nếu không chữa bệnh kịp thời thì có thể gây ảnh hưởng lớn đến sau này. Vì vậy mà bản mệnh không thể coi thường tình trạng sức khỏe của mình. Những người làm ăn, kinh doanh cũng dễ gặp phải cái đối tượng lừa đảo, từ đó khiến cái việc mà đầu tư gặp nhiều thua lỗ, bất trắc, thậm chí là phá sản. Chuyện tình cảm cũng gặp nhiều cái vấn đề đau đầu. Những người đã lập gia đình có thể phải đối diện với kẻ thứ ba chen chân vào cái cuộc sống hôn nhân, khiến nội bộ gia đình trục trặc lục đục. Và người tuổi ngọ cần làm gì trong cái năm xung thái tuế này? Để có cái cách hóa giải thái tuế năm 2020 thì bản mệnh cần quan tâm và chăm sóc nửa kia của mình nhiều hơn. Có như vậy thì tỷ lệ gặp chuyện bất ngờ không mong muốn sẽ giảm đi ít nhiều. Và nếu có ý định đầu tư thì người tuổi này cần phải giữ thái độ thận trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Không nên đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào một cái vấn đề gì đó. Cần chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân. Không nên lấy lý do công việc bận rộn để chần chừ, trốn tránh việc đi khám bệnh. Có sức khỏe là có tất cả. Dù gặp nhiều vấn đề đến mấy, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh là bạn hoàn toàn có cái cơ hội khắc phục. Và người thứ tư ở đây là người tuổi Mùi, là hại thái tuế. Với cái người tuổi Mùi thì năm 2020 là năm hại thái tuế, bản mệnh gặp nhiều chuyện không thuận lợi trong cả cái công việc và cuộc sống. Theo tử vi thì bản mệnh có thể bị tiểu nhân đố kỵ và hãm hại nên vướng vào nhiều rắc rối không mong muốn. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến công việc của bạn. Tình hình tài chính không có nhiều khởi sắc nhưng lại cần phải chi tiêu vào nhiều việc. Vì vậy, tiền bạc không mấy khi mà dư giả. Chuyện tình cảm không được như ý muốn do đôi bên có nhiều cái quan điểm mâu thuẫn, thậm chí có người chia tay ngay khi đang chuẩn bị kết hôn. Nhiều vấn đề ập đến khiến bản mệnh không thể không suy nghĩ. Một số người có thể gặp cái tình trạng mệt mỏi, thậm chí là trầm uất. Và đối với cái người tuổi Mùi thì nên làm những cái việc sau trong cái năm hại thái tuế. Trong năm 2020 này thì người tuổi Mùi cần phải cẩn thận và chú ý hơn trong công việc. Dù gặp phải rắc rối gì cũng nên giữ cái trạng thái tinh thần lạc quan, không nên dễ dàng nản lòng thoái chí. Khi tinh thần căng thẳng, bản mệnh không nên cố gắng chịu đựng một mình mà nên chia sẻ tâm sự với người khác hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời để thay đổi tâm trạng. Bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, trừ những cái khoản chi phí không thể tránh khỏi thì tốt nhất là nên tiết kiệm, tránh tiêu tiền vào những cái việc không cần thiết. Chú ý cách ăn nói, hành xử, không nên đắc tội với người khác. Khi có cơ hội đến, cần phải nhanh chóng nắm bắt, nhưng không được có ý hãm hại người khác để mưu lợi cho bản thân. Và cái tuổi thứ năm là tuổi là người tuổi Dậu, là phá thái tuế. Theo tử vi 12 con giáp thì trong năm 2020 là năm phá thái tuế. Người tuổi Dậu cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề không như ý, tốt nhất cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Trên phương diện sự nghiệp thì bản mệnh có thể gặp được một vài cơ hội, nhưng để có thể nắm bắt được cơ hội này thì cần phải trả giá rất nhiều mà kết quả cũng chưa chắc đã tích cực như mong muốn. Bản mệnh cũng không có những cái dấu hiệu tích cực trên phương diện tài lộc, vì vậy mà khi có ý định đầu tư kinh doanh thì cũng không nên ôm quá nhiều hy vọng. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng gặp nhiều mâu thuẫn, thậm chí đôi bên có thể đi tới kết cục chia tay. Trên phương diện sức khỏe thì những người lớn tuổi cần phải chú ý nhiều hơn, tốt nhất nên chăm chỉ rèn luyện và tránh suy nghĩ quá nhiều. Và người tuổi Dậu thì cần làm những việc sau trong cái năm phá thái tuế này. Thì bản mệnh cần phải chăm chỉ chịu khó làm việc, khi cơ hội đến trước mắt thì nên nắm bắt ngay, dù kết quả có không được như ý muốn thì cũng không nên nản chí mà cần cố gắng hơn ở những cái lần sau. Chuyện tình cảm dễ gặp chuyện không như ý nên là tuổi Dậu cần phải kiềm chế cái sự nóng nảy của bản thân, không nên chuyện bé xé ra to,
khiến những cái mâu thuẫn nhỏ trở nên vô phương cứu chữa. Không nên có kế hoạch đầu tư lớn trong năm nay vì bạn khó có thể tìm được một cái cơ hội thực sự đáng giá. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 cái tuổi phạm thái tuế trong năm 2020 và cái cách hóa giải như thế nào. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn nhiều những cái kiến thức bổ ích hơn. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công, rực rỡ trong năm 2020. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.